Là ngôi chợ duy nhất tại quận 4, chợ Xóm Chiếu được xem là đầu mối buôn bán các mặt hàng dịp Tết đối với người dân trong quận. Trong sáng nay, đoàn kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp tại các sạp hàng buôn bán thịt, cá, giò chả, rau xanh, các mặt hàng đóng hộp như dưa cà, củ kiệu. Khi đến kiểm tra tại chợ Xóm Chiếu quận 4 thì Ban An toàn thực phẩm TP.HCM đã cho test nhanh phẩm màu và hàng the đối với những cái sản phẩm như là dưa món, củ kiệu như thế này. Việc mà kiểm tra và cho kết quả ngay như thế này là giúp chấn chỉnh những cái hoạt động buôn bán, phục vụ các mặt hàng trong dịp Tết. Chúng tôi cũng thường xuyên cũng như là đột xuất lấy mẫu để mà kiểm nghiệm những cái chất độc hại có hay không ở trong thực phẩm. Và chúng ta cũng kiểm tra hầu như là tất cả, tức là hôm nay là tung lực lượng làm rất là nhiều. Thì hy vọng là gì? Hy vọng là các chợ khác của thành phố, 236 cái chợ truyền thống còn lại, đương nhiên cộng thêm với 3 cái chợ đầu mối nữa, thì tất cả các chợ này cũng sẽ là dần dần là tiến bộ và theo những cái mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm. Sau chợ truyền thống, đoàn kiểm tra đã đến các kho lạnh dự trữ hàng trên địa bàn TP.HCM để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết đang cận kề.